Tham thiền chín, nhân quả. Giẫm hạt xoài thơm có quả ngon, trồng cây mít nghệ được cơm vàng. Vàng thơm chua ngọt do ươm giống, ảnh hưởng đời con liệt tổ tông. Trực chỉ đề cương. Cho đến thế kỷ 21 này, cơ quan thống kê nhân số thế giới cho biết nhân loại trên địa cầu đã được trên 8 tỷ người. Đức tin của số người hiện diện ấy, dẫu có ông trời thật bằng xương bằng thịt, tuyệt kỹ ngành điện toán, siêu xuất lập trình viên, cũng không thể nào dự liệu biết được lòng dạ mỗi người họ đang nghĩ ngợi những gì. Tuy nhiên, con người ưu điểm mà cũng có nhược điểm. Người ta có thể biết được lòng dạ của tha nhân bằng cách tìm biết lý tưởng qua tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo mà người đó đang quy kính, tôn thờ. Thi đề nhân quả mới nghe qua, người ta tưởng thi đề đó phát xuất từ giáo lý đạo Phật. Sự thật không phải. Nhân quả chỉ là một hệ trong đa hệ, một nguồn trong nhiều nguồn giáo lý của đạo Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đề cập để chỉ dạy cho con người. Giáo lý nhân quả thuộc về tài sản, chân lý chung của cả nhân loại. Nó không phải giáo lý riêng của đạo Phật. Bởi vì sự cấu tạo, sự hình thành của động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể, cả phi vật thể cũng không lọt ngoài chân lý nhân quả mà có ra được. Đệ tử Phật cũng như tất cả mọi người không phải đệ tử Phật, thử dành một ít thời gian tư duy đều thấy rõ và nhận ra chân lý đó. Chưa ra khỏi tam giới phải chịu sự chi phối hoàn toàn theo luật nhân quả. Tuy nhiên, hữu vi pháp thì nhân quả không có định luật cố định. Thế cho nên, nhân quả có thể cải tạo, chuyển hóa bằng cách thay nhân, đổi quả, chuyển nhân, biến quả. Thi đề nhân quả, nội dung 4 câu thơ rất mộc mạc, chẳng thi chẳng thơ gì giáo. Nhưng về giáo lý nhân quả, nói để nhắc nhở nhau thì nó bình dân đến nỗi không còn ai nghe mà không hiểu. Người nông phu trồng cây gieo giống thế nào sẽ gặt hái hoa trái như thế ấy. Trong gia đình, ông bà cha mẹ ăn ở đạo đức thảo ngay thì con cháu theo gương đạo đức thánh thiện của cha mẹ, của ông bà. Sách có câu rằng: hiếu thuận hoàn sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàn sanh ngỗ nghịch nhi, bất tín đàn khán thiềm đầu thủy, điểm điểm đích đích bất sai di. Dịch: hiếu thuận sanh con hiếu thảo, ngang tàng cháu chắc cứng đầu theo. Nhà ngang giọt nước bong xa mái, mái dốc êm dòng nước chảy xuôi. Đấy là cách diễn đạt chỉ bày nhân quả thế gian, nhân quả của phạm vi nhân thiên thừa Phật giáo đó thôi. Muốn đến đỉnh tột cao, đệ tử Phật còn phải học tập quán chiếu tư duy nhân quả của thanh văn duyên giác, của tối thượng thừa Phật giáo nữa. Nhân quả của tam thừa sâu sắc ưu việt, rồi siêu việt, đó là nhân của Bồ Đề, và quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chân lý nhân quả có sự nhiệm màu như vậy, từ ưu việt đến siêu việt, từ siêu việt mà thành tựu Phật quả. Thế cho nên, người đệ tử Phật rất sợ nhân quả. Nếu nhân quả đó thuộc trong xu thế
trong chiều hướng thất đức, bất nghĩa, bất nhân, vô lương, vô đạo. Nhưng ngược lại, người Phật tử cũng rất quý trọng đạo lý nhân quả, tôn thờ chân lý nhân quả, thường xuyên liên tục trong ký ức, trong sự tỉnh thức, trong sinh hoạt bình nhật, trong cuộc sống của đời mình, nếu đó là nhân quả bên con đường thánh thiện. Nói là nói vậy thôi, chứ ngày nào còn sợ nhân quả, còn kính quý, tôn trọng, hâm mộ nhân quả, thì những ngày ấy ta còn cực khổ, còn mắc công tu với tập đấy. Hỡi ai là đệ tử Phật, hãy học, học nữa và học mãi, hãy tu, tu nữa, tu đi, tu cho đến khi nào chân lý nhân quả của thế gian vô tác dụng đối với ta, khi ấy công trình tu tập của ta, ta thấy đó chỉ là một trò chơi, nó trở thành đạo lý, tu vô tu tu, hành vô hành hành, chứng vô chứng chứng, mà Như Lai đã dạy. Chừng đó, bạn đưa một tay chỉ lên, một tay chỉ xuống, dõng dạc tiếng hải triều. Như Lai đã về đến đích.